máy nghiền buồn thẳng Takyo TK10 sử dụng nguồn điện gia đình 1 pha 220V, công suất động cơ 3 kW, năng suất đạt 80 đến 100 kg/h. Với khả năng nghiền đa dạng các loại hạt, ngũ cốc, ngô khoai sắn thành bột cám để chăn nuôi hoặc ép viên, ngoài ra máy còn có thể nghiền được tre nuôi dúi. Bộ dao máy được rèn gia nhiệt bằng chất liệu thép vô cùng bền bỉ, máy có thể lắp đa dạng các loại mặt sàn khác nhau phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.